Thầy xin mến chào tất cả các bạn học sinh tiểu học thân yêu đang đến với trang http://tiểuhocvn.info. Các em ơi, hôm nay trong phần giải phiếu bài tập cuối tuần toán 5, thầy giúp các em làm phiếu bài tập cuối tuần toán 5 tuần 26. Các em đồng ý không nào? Thầy sẽ cùng các em làm phiếu bài tập này. Chúng ta cùng nhau vào bài học. Let's go! Bài tập cuối tuần toán 5 tuần 26 với chủ đề nhân chia số đo thời gian và vận tốc ở tuần 26 nhé. Thầy cùng các bạn hãy xác định mục tiêu cần đạt của tiết học này. Tuần 26, phép nhân, phép chia, số đo thời gian và vận tốc. Chúng ta củng cố bảng đơn vị đo thời gian, mối niệm quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian. Củng cố cách nhân, cách chia số đo thời gian cho một số. Giải bài toán có nội dung thực tế về vận tốc của chuyển động đều. Và có 8 bài tập với 4 mức độ cho các em cần đạt trong phiếu bài tập này. Các em đồng ý không nào? Thầy cùng em bắt đầu vào bài nhé. Với bài 1, yêu cầu chúng ta là tính. Chúng ta có 4 phép tính cho các em này. Để thực hiện được thì chúng ta có câu đầu tiên 2 giờ 12 phút nhân 4. Đây là phép nhân số đo thời gian với một số. Ta sẽ đặt tính bình thường như cô giáo các em đã dạy. Vậy chúng ta viết thừa số thứ nhất là 2 giờ 12 phút lên trước. Thầy viết thừa số thứ hai xuống sau, sao cho số 4 này này, canh bằng cái số 2 này. Và viết dấu nhân, viết dấu gạch ngang theo số bằng. 2 x 4 bằng 8, 4 x 1 bằng 4. Vậy 12 phút x 4 bằng 48 phút. 2 giờ x 4 giờ, 4 x 2 bằng 8 thì bằng 8 giờ. Vậy ta kết luận 2 giờ 12 phút x 4 bằng 8 giờ 48 phút. Ta sẽ viết vào đây là 8 giờ 48 phút. Câu A đã làm xong. Câu B ta cũng nhận ra ngay. Phép nhân 4 phút 15 giây nhân với 5 thì các em thực hiện thế nào? Các em cũng viết thừa số thứ nhất là số đo thời gian 4 phút 15 giây lên trước. Các em viết thừa số thứ hai là 5 nhân gấp lên 5 lần. 5 này thẳng hàng với 5. Và viết dấu nhân với dấu gạch ngang thay dấu bằng. 5 x 5 25 viết 5 như 2. 5 x 1 là 5 với 2 là 7. Vậy 15 giây nhân 5 bằng 75 giây. 4 phút nhân với 5 thì bằng 20 phút. Ta viết 20 phút ở bên này. Vậy ta có 20 phút 75 giây. Thì nhận ra rằng 75 giây là đây là phép tính đúng rồi. Nhưng thấy 75 giây này là đơn vị lớn hơn hoặc lớn hơn thực tế. 75 giây chính là 1 phút và 15 giây. Ta có 20 phút cộng thêm 1 phút nữa thì bằng 20 phút 21 phút. Ta viết 21 phút 15 giây. Vậy ta kết luận 14 phút 15 giây nhân 5 bằng 21 phút 15 giây. Ta sẽ viết vào đây là 21 phút 15 giây. Vậy câu B các em đã làm xong. Vậy thông qua bây giờ sang câu C và câu D đó là câu C 12 giờ 27 phút chia cho 3. Đây là phép chia số đo thời gian cho một số. Ta viết số bị chia 12 giờ 27 phút. Rồi viết thực hiện đặt tính chia như chia số tự nhiên và số thập phân chúng ta đã học. Viết số 3 vào đây. Bây giờ ta chia từ hàng từ đơn vị lớn sang đơn vị bé. Tức là chia từ trái qua phải. Và các em thấy rằng đây là giờ, đây là phút. Vậy ta chia 12 giờ trước. 12 giờ chia cho 3 được 4 lần. 4 x 3 12. 12 giờ trừ đi 12 giờ thì chính bằng 0. Vậy ta ở lượt chia thứ nhất ta bằng 0. Ta hạ tiếp 27 phút xuống để chia. Các bạn thấy 27 phút chia cho 3 thì được 9 lần. 9 x 3 27. Ta viết thêm chữ phút vào đây. 27 chia 27 bằng 0. Vậy ta kết luận 12 giờ 27 phút chia 3 bằng 4 giờ 9 phút. Vậy phép chia này chúng ta đã làm xong. Thầy cùng em chuyển sang phép chia cuối. 21 phút 12 giây chia 4. Để thực hiện phép chia này chúng ta cũng làm như câu C. Ta cũng đặt tính và tính như sau. Ta chia từ trái qua phải, tức là chia phút trước rồi đến giây. Các bạn thấy 21 phút chia cho 4 thì được 5 lần. 5 x 4 20, 21 trừ đi 20 còn 1. 1 này chính là 1 phút các em ạ. Vậy 21 phút chia cho 4 được 5 phút và được bằng còn thừa 1 phút. 1 phút này ta phải chia tiếp. 1 phút thì bằng bao nhiêu giây các em nhỉ? À, 1 phút thì bằng 60 giây. Ta viết 60 giây. Rồi ta cộng 12 giây ở trên, cộng với 60 giây bằng 72 giây để ta chia tiếp. 7 chia 4 thì được 1 lần. 1 x 4 bằng 4, 7 trừ 4 còn 3. Vậy viết 3 ở đây. Hạ tiếp 2 để chia. 32 chia 4 được 8. 8 x 4 32, 32 trừ 32 bằng 0.
ta có 72 giây chia 4 thì chính bằng 18 giây. Vậy ta kết luận 21 phút 12 giây chia 4 thì bằng 5 phút 18 giây. Vậy ở đây ta sẽ viết được là 5 phút 18 giây. Thông qua bài tập 1, chúng ta đã củng cố về cách nhân chia số đo thời gian cho một số. Thầy tin rằng các em nắm chắc kỹ năng này để chúng ta làm tốt bài kiểm tra giữa học kỳ 2. Thầy của em chuyển sang nội dung bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu đúng ghi D, sai ghi SC với 4 phép tính sau. 3 giờ 22 phút nhân 4 bằng 13 giờ 28 phút. Đây là phép tính đúng hay sai. Muốn điểm biến được đúng hay sai thì các em phải làm gì? Các em phải đặt tính rồi tính. Vậy chúng ta đặt tính. 12 giờ 88 phút thì ta sẽ đổi rằng 88 phút này chính bằng 1 giờ và 28 phút. Vậy 12 giờ thêm 1 giờ nữa chính bằng 13 giờ 28 phút. Vậy đây là kết quả đúng. Ta ghi chữ D vào đây. Sang câu B, 6,4 giây nhân với 3, ta cũng thực hiện đặt tính. Vậy bằng 19,2 giây, đây là 18,2 giây, vậy đây là kết quả, ta phải điền ở đây là sai. Tương tự thế, ta lại có 28 phút 15 giây chia 5 bằng 5 phút 3 giây, đúng hay sai, ta cũng phải thực hiện. Vậy ta kết luận 28 phút 15 giây chia 5 bằng 5 phút và 39 giây. Ở đây chỉ có 5 phút 3 giây, vậy người ta đã nhầm lấy 15 giây chia 5 là sai. Vậy chúng ta ở đây có kết quả là sai, ta nhìn là sai. Câu tiếp theo, câu D, 16,5 giờ chia 5 ta cũng thực hiện bình thường với phép chia như phép chia số đo thập phân, số thập phân với số tự nhiên. 16,5 giờ chia cho 5 được 3,3 giờ. Đây cũng là 3,3 giờ. Ta có kết quả là đúng. Bài tập 2 đã làm xong. Thầy cùng em chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu 3 phút 15 giây cộng với 1 phút 20 giây nhân 3. Trong biểu thức có ngoặc đơn, ta thực hiện phép cộng số đo thời gian này trước thì ta cộng được bằng 4 phút 35 giây. Ta nhân tiếp với 3, lấy 4 phút 35 giây nhân 3 thì sẽ được bằng 13 phút 45 giây. Tiếp tục sang câu B, 9 giờ 40 phút trừ 1 giờ 24 phút chia 4. Các em phải thực hiện trong ngoặc đơn trước. Ta thực hiện trong ngoặc đơn trước. Trong ngoặc đơn này thì ta lấy 9 giờ 40 phút trừ đi 1 giờ 24 phút thì sẽ bằng 8 giờ 16 phút. Lấy 8 giờ 16 phút ta chia tiếp cho 4 thì ta sẽ tính ra được bằng 2 giờ 4 phút. Vậy câu B cho đã làm xong. Thực hiện sang câu C, 2 phút 30 giây chia cho 3 trừ 3 phút 20 giây chia 2. Ta nhận ra rằng biểu thức này có dấu ngoặc đơn, mà trong ngoặc đơn lại có phép nhân và phép trừ. Ta thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau trong ngoặc đơn. Thực hiện bao giờ cho hết thì thôi, đúng không? Vậy đầu tiên ta phải thực hiện 2 phút 30 giây nhân 3 thì sẽ được bằng 7 phút 30 giây. Thầy viết tắt nhé, chữ phờ và chữ gì. Các bạn viết đủ chữ phút cho thầy, chữ giây cho thầy. Bằng 7 phút 30 giây. Sau đó em trừ tiếp cho 3 phút 20 giây, rồi em chia cho 2. Trong biểu thức này lại có dấu ngoặc đơn, ta thực hiện ngoặc đơn trước. Lấy cái thực hiện phép trừ này thì ta được là 4 phút 10 giây. Ta tiếp tục chia 2 bằng 2 phút 5 giây. Kết quả bằng 2 phút 5 giây. Sang câu D, các bạn chú ý cho thầy. 1 giờ 15 phút cộng với 9 giờ 20 phút chia 4 nhân 2. Ta thực hiện thế nào? À, ta thực hiện cũng như câu C. Ta phải thực hiện phép chia trước. Sau khi thực hiện phép chia xong rồi, ta lấy kết quả đó cộng với 1 giờ 15 phút rồi nhân với 2. Vậy đầu tiên ta lấy 9 giờ 20 phút chia 4 thì ta sẽ được bằng 1 giờ 15 phút cộng với kết quả là bằng 2 giờ 20 phút. Rồi làm sao nữa? Rồi ta nhân với 2. Biểu thức vẫn còn ngoặc đơn, ta thực hiện ngoặc đơn trước. Ta thực hiện phép cộng này ra thì được là bằng 3 giờ 35 phút. Ta nhân tiếp với 2 thì sẽ được bằng 7 giờ 10 phút. Vậy đáp số 7 giờ 10 phút. Trong biểu thức này, trong bài toán 3 này thì các em đang thực hiện tính giá trị biểu thức với số đo thời gian. Và các bạn nhớ cho thầy là trường hợp C, trường hợp D là hai trường hợp khó với các em. Các em thực hiện đúng nguyên tắc, ta phải thực hiện trong ngoặc đơn trước. Trong ngoặc đơn mà lại có nhân và trừ, ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Đó đúng nguyên tắc của thầy. Thầy cùng em chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bài yêu cầu như sau. Một người thợ làm một sản phẩm hết 1 giờ 15 phút. Người thợ đó làm xong 6 sản phẩm thì hết bao nhiêu thời gian?
Muốn làm được bài này thì chúng ta phải hiểu đề tài bài. Người ta đã cho một sản phẩm thì hết 1 giờ 15 phút, tức là thời gian của một sản phẩm bằng 1 giờ 15 phút. Người đó làm mấy sản phẩm? Làm 6 sản phẩm. Bài toán yêu cầu tìm 6 sản phẩm như thế làm hết bao nhiêu thời gian. Để tìm 6 sản phẩm như thế thì bài toán này là bài toán gấp lên một số lần, bài toán về tỷ lệ. Vậy chúng ta có làm được bài toán này không? Có, rất dễ dàng. Muốn tìm 6 sản phẩm, ta chỉ việc lấy thời gian của một sản phẩm nhân với 6. Vậy ta có 6 sản phẩm làm hết số thời gian là, ta lấy 1 giờ 15 phút nhân 6 bằng 7 giờ 30 phút. Tại sao bằng 7 giờ 30 phút? Thì các bạn thấy rằng này, cái 6 nhân với 6 nhân 15, vậy ta sẽ được bằng 6 giờ 90 phút. 6 giờ 90 phút thì ta đổi luôn ra bằng 7 giờ 30 phút và ta đáp số 7 giờ 30 phút. Vậy với bài này là bài trắc nghiệm, trong đây có 4 đáp án, ta chọn đáp án B. Thông qua bài tập số 4 này cũng củng cố cho ta dạng toán đã học lớp 3 gấp lên một số lần. Thầy cùng các em chuyển sang bài số 5. Bài số 5 yêu cầu một máy bay bay được 1.120 km trong 1 giờ 45 phút, tính vận tốc của máy bay đó. Bài toán yêu cầu gì? À, bài toán đã cho biết như sau. Một biết máy bay bay với quãng đường 1.120 km, người ta gọi là quãng đường. Trong thời gian là 1 giờ 45 phút, người ta hỏi cái gì? Tính vận tốc của máy bay. Các bạn hãy nhớ cho thầy giáo, đây là dạng toán yêu cầu về vận tốc. Các em nhớ, muốn tìm vận tốc của một chuyển động, ta phải biết hai đơn vị đo, đó là quãng đường và thời gian. Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị của quãng đường và đơn vị của thời gian. Và ta nhớ công thức, muốn tìm vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường biết chưa? Biết rồi. Nhưng thời gian biết chưa? Thời gian biết rồi. Nhưng nó ở hai đơn vị đo. Để làm được bài toán này thì chúng ta phải quy nó về một đơn vị đo để chúng ta dễ tính toán. Mà quy về đơn vị đo thì quy ra phút thì rất chia sẽ bị nẻ. Vậy chúng ta khi đổi ra phút bị nẻ rồi thì ta đổi về giờ. Vậy thầy giáo có bài giải như sau. Đổi 1 giờ 45 phút bằng 1,75 giờ. 1 giờ chính bằng 1, còn 45 phút thì ta lấy 45 chia 60 bằng 0,75. Vậy ta cộng vào bằng 1,75 giờ. Sau đó, vận tốc của máy bay đó là, ta lấy 1.120, ta chia cho 1,75 bằng 640 km/h. Vậy đáp số 4,640 km/h. 640 km/h ý nghĩa gì các em nhỉ? Ý nghĩa là cứ 1 giờ thì máy bay bay được là 640 km. Vậy thông qua bài tập số 5 này đã củng cố chúng ta cách tìm vận tốc. Muốn tìm vận tốc, ta lấy quãng đường, ta chia thời gian. Vậy nhớ cho thầy giáo, ở cái bài tập này, đơn vị ta nếu để ra phút thì không chia được, chia bị nẻ mãi mãi, vậy ta chuyển về giờ. Thầy cùng em đã xong bài 5. Bài 5 đã củng cố các em cách tìm vận tốc của một chuyển động đều. Chúng ta cùng nhau chuyển bài 6. Bài 6 có nội dung như sau. Một người thợ làm một sản phẩm hết 1 giờ 24 phút. Muốn làm xong 60 sản phẩm trong 10 ngày thì trung bình mỗi ngày người thợ đó phải làm mấy giờ? À, đọc bài toán này nên ta thấy có một cái điều chắc chúc chắc, đúng không các em nhỉ? Vậy chúng ta phải tóm tắt bài toán thôi, đúng không? Đầu tiên chúng ta tóm tắt nhá. Đầu tiên này, một sản phẩm thì mất thời gian là 1 giờ 24 phút. Hay thời gian một sản phẩm bằng 1 giờ 24 phút. Người ta yêu cầu muốn làm xong 60 sản phẩm trong 10 ngày cơ, đúng không? Và lại hỏi cụ thể ra là một ngày làm bao nhiêu giờ. Người ta hỏi bằng giờ các bạn, làm mấy giờ các bạn. Mà đây lại là giờ phút. Đã thống nhất đơn vị đo chưa các em? À, chưa thống nhất đơn vị đo, vậy ta làm gì? Ta phải đổi cái giờ phút này ra, 1 giờ 24 phút này ra giờ. Vậy các em có đổi được không? Dễ, đúng không? Đổi 1 giờ 24 phút bằng 1,4 giờ. 1 giờ chính bằng 1, còn 24 phút đổi giờ thì ta phải chia 60. 24 chia 60 bằng 0,4. Ta cộng vào thì sẽ bằng là 1,4 giờ. Các em đồng ý không nào? À, đồng ý với thầy như thế nhá. Rồi, yêu cầu chúng ta tiếp tục lời giải. 60 sản phẩm đó làm trong số thời gian nào? Tại sao phải tìm 60 sản phẩm? Các em nhớ cho thầy giáo nhé. Người ta bảo làm trong 10 ngày cơ mà, đúng không? Đấy, đúng không? Thì đầu tiên ta phải tìm thời gian làm 60 sản phẩm. Biết một sản phẩm bằng 1,4 giờ. Vậy 60 sản phẩm làm trong lấy 1,4 x 60 bằng 84 giờ. Mà 84 giờ này mà làm trong 10 ngày, vậy lớp mình có làm được là mỗi ngày làm được bao nhiêu giờ không? À, đơn giản như đan rổ, đúng không?
Vậy số sản phẩm đó làm trong 10 ngày thì trung bình một ngày làm được, cần phải làm là ta lấy 84 giờ là 60 sản phẩm, ta chia cho 10 ngày thì mỗi một ngày làm 8,4 giờ. Mà ta đổi ra đơn vị thực tế, ta lấy 4 này này, 0,4 này, ta nhân với 60 thì bằng 24. Vậy ta được 8 giờ 24 phút, đáp số 8 giờ 24 phút. Bài 7. Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Dương là 56 km. Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ 6 phút đến Hải Dương lúc 8 giờ 30 phút tính vận tốc của ô tô. Bài yêu cầu tìm gì các em nhỉ? À, tìm vận tốc của ô tô. Thế muốn tìm vận tốc ô tô thì ta phải biết mấy số đo? À, ta phải biết hai số đo. Đó là hai đại lượng, đó là đại lượng quãng đường và đại lượng gì nữa? Thời gian. Vậy người ta đã cho biết quãng đường chưa? Biết rồi. Lúc này quãng đường thầy không ghi là chữ quãng đường nữa, mà thầy ký hiệu là chữ SC nhỏ. SC nhỏ bằng 56 km. Và người ta cho biết gì? 7 giờ 6 phút là cái gì nhỉ? À, đấy là T nhỏ. T bắt đầu. T bắt đầu tức là thời gian xuất phát, hay thời gian bắt đầu lúc 7 giờ 6 phút. Vậy biết thời gian bắt đầu rồi thì 8 giờ 30 phút là cái gì? À, chính là T kết thúc. T là ký hiệu của thời gian các em nhé. Vậy T kết thúc là lúc 8 giờ 30 phút. Bài toán yêu cầu tìm V, tìm vận tốc. Muốn tìm vận tốc ta phải áp dụng công thức V bằng SC chia T. SC biết rồi, nhưng T đã biết chưa các em? À, T chưa biết. Ta chỉ biết thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, đúng không? Vậy biết thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc để muốn tìm T thực, tức là muốn thời gian thực, thực đi của chiếc quãng đường đó, thì các em làm thế nào? Các em chỉ việc lấy thời gian kết thúc, em trừ đi thời gian bắt đầu thì sẽ ra thời gian đi trên đường đó, đúng không? Vậy bài toán đã tìm được T. Thế tìm được T áp dụng công thức V bằng SC chia T thì ta có làm được bài toán này không? Có, đơn giản như đan rổ, đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau lại bắt đầu thực hiện. Thời gian ô tô thực đi trên quãng đường từ Hà Nội đến Hải Dương là, nhưng thầy giáo viết gọn thôi và các bạn viết gọn thôi, thời gian ô tô đi nào là đủ rồi. Lấy 8 giờ 30 phút trừ 7 giờ 6 phút thì bằng 1 giờ 24 phút. Đổi ra bằng 1,4 giờ. Tại sao phải đổi ra? Bởi phải đổi ra thì giống như bài tập trước đấy, không đổi ra thì không chia cái 56 được, 56 chia cho 1 giờ 24 phút được, đúng không? Tại sao phải đổi? Là vì thế. Sau đó ta tìm vận tốc ô tô, V bằng SC chia T, SC bằng 56, T bằng 1,4. Vậy ta lấy 56 chia 1,4 bằng 40 km/h, đáp số 40 km/h. Điều này có nghĩa rằng cứ 1 giờ thì cái ô tô này này đi được 40 km. Bài tập số 8 yêu cầu gì? Tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài tập này không phải là bài tập học sinh giỏi, nhưng chỉ khó phải tính toán nhiều thôi, đúng không? Vậy các em nhìn vào đây, các em thấy tính thuận tiện thế nào? Các em thấy cái 15 phút nhân 2 này, tất nhiên ta phải thực hiện nhân rồi, đúng không? Thì sẽ ra một 30 phút. Ta nhóm 30 phút này với 30 phút này thì sẽ ra được bằng 1 giờ. Thì vậy đã cộng tiếp cái này thì đấy là thuận tiện nhá. Vâng, đầu tiên ta lấy 2 giờ 15 phút nhân 2 thì sẽ bằng là 4 giờ 30 phút. Ta viết lại 3 giờ 30 phút cộng 2 giờ 45 phút. Sau đó các em nhóm 3 giờ 30 phút cộng với 4 giờ 30 phút này thì sẽ bằng 8 giờ. Vì 3 cộng với 4 bằng 7, 30 cộng 30 bằng 60, 60 phút chính bằng 1 giờ bằng 8 giờ. Cộng tiếp với 2 giờ 45 phút nữa thì bằng 10 giờ 45 phút. Đấy là cách tính thuận tiện ở câu A. Tương tự thế ở câu B, các bạn biết là khi thực hiện cái này này, có số thập phân, đúng không? Cái này lại tàn hai đơn vị đo. Vậy chúng ta thấy rằng nó rất là trúc chắc, đúng không? Muốn để thuận tiện được thì ta phải thực hiện này trước. 25,2 phút này chia 3 thì sẽ được bằng là 8,4 phút. Mà 8,4 phút này thì ta phải đổi ra cái dạng như thế này này. Dạng hai đơn vị đo là phút và giây này. 8 phút vẫn bằng 8 phút. 0,4 phút thì sẽ bằng nhân với 6 bằng 24. Vậy ta thấy rằng là bằng 8 phút 24 giây. Ở đây cũng có 6 phút 24 giây. Vậy trong biểu thức này, trong phép cộng ta có thể đổi vị trí cho nhau được. Cái này giữ nguyên này, có cái đổi được này, cái này đổi cho xuống sau này. Ta lấy 8 phút 24 giây trừ đi 6 phút 24 giây thì sẽ bằng, đây này, đấy, thì sẽ bằng là 24 trừ 24 hết nhé, bằng 2 phút. 2 phút ta cộng với 20 phút 15 giây thì sẽ bằng 22 phút 15 giây.
Vậy bài toán đã được giải xong. Và cuối cùng, thầy mong các em hãy vào trang http://tiểuhocvn.info để có những bài giải bài tập cuối tuần tăng năm đầy đủ nhất. Và hãy xem tiếp bài giảng của thầy. Hãy đăng ký làm thành viên để nhận những bài giảng tiếp theo của thầy nhé. Và thầy xin chúc các em có buổi học vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.